Hiện nay đa số quý phụ huynh muốn cho con em đi du học từ rất sớm, và khi quyết định du học tại Mỹ, nghĩa là đi học tại một môi trường khác với ngôn ngữ và phương pháp học tập khác. Thế nhưng mọi khó khăn sẽ nhanh chóng được khắc phục nếu có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý, cũng như nắm bắt những cái thông tin cần thiết về trường, chuyên ngành, học phí, học bổng về trường mà phụ huynh và các bạn học sinh muốn học tại Mỹ. Thì hôm nay hãy cùng Tân Đại Dương tham khảo một trong các trường high school tuyển sinh học sinh từ lớp 9, lớp 10, lớp 11 tại Việt Nam, đó là trường St. Thomas High School. Thì trường trung học St. Thomas được thành lập vào năm 1960 tại New Hampshire, New England, Boston. Đây là địa chỉ uy tín dành cho những học sinh có nguyện vọng thi vào các trường đại học danh tiếng. Thì trường cung cấp 23 khóa học nâng cao và 11 khóa học AP với tỷ lệ học sinh quốc tế chưa đến 1%. Con số này đã chứng minh cho sự tuyển chọn khắt khe từ phía nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra ở mức cao nhất. Mỗi lớp học tại đây được tổ chức theo quy mô nhỏ với tỷ lệ giáo viên, học sinh là 1 trên 18, tạo điều kiện cho các giáo viên có nhiều cơ hội quan sát sát sao đến học sinh. Chương trình học ở St. Thomas Aquinas dù không quá căng thẳng, nhưng luôn đòi hỏi học sinh phải nỗ lực hết mình và phương pháp học luôn gợi mở suy nghĩ là nền tảng để cho mỗi bạn phát triển và phát huy hết cái khả năng, tài năng. Chính nhờ phương pháp học tập tiên tiến mà năm 2014, trường có 1.616 học sinh quốc tế đạt điểm sát trung bình là 1.500. Về khóa học tại trường St. Thomas, thì yêu cầu tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế là từ lớp 9, lớp 10, lớp 11. Đợt nhập học là vào mùa thu và mùa xuân. Độ dài khóa học là 1 năm học bằng 2 học kỳ. Độ dài khóa học phụ thuộc vào điểm đầu vào, yêu cầu tối thiểu 2 năm để nhận bằng trung học St. Thomas, phụ thuộc vào điểm tín chỉ chuyển tiếp và việc học trước đó. Và thời khóa biểu khi học tại trường là từ 8 giờ sáng cho tới 2 giờ 25 buổi chiều. Yêu cầu phỏng vấn, tất cả học sinh đều được yêu cầu phỏng vấn qua Skype nhằm đánh giá khả năng tiếng Anh và tính cách của mỗi học sinh. Yêu cầu đối với học sinh Việt Nam là điểm trung bình 6 chấm trở lên tất cả các môn học. Yêu cầu khác là bảng điểm 3 năm gần nhất, thư giới thiệu của giáo viên toán, thư giới thiệu của giáo viên tiếng Anh. Và đối với học phí tại trường St. Thomas, học phí nếu mà các bạn được vào thẳng, học phí là 27.396 đô la Mỹ. Và nếu học qua khóa dự bị ngôn ngữ thì cấp độ 1 là 30.296 đô la Mỹ, cấp độ 2 là 33.196 đô la Mỹ, cấp độ 3 là 36.096 đô la Mỹ. Và về cuộc sống của du học sinh tại trường St. Thomas thì đời sống sinh hoạt thường nhật tại St. Thomas Aquinas cũng rất là tuyệt vời. Trường có đầy đủ các trang thiết bị học tập hiện đại nhất, cùng với đó là khuôn viên rộng đủ để các hoạt động thể thao sôi động như là bóng chày, bóng đá, bóng chuyền, trượt tuyết, bơi lội. Điều nhất định của các du học sinh phải thử qua nếu muốn có trải nghiệm du học Mỹ đúng chất thì không thể không nhắc đến câu lạc bộ năng động của St. Thomas Aquinas như cờ vua, toán, nghệ thuật, truyền thông, bóng bàn, kịch cùng các hoạt động ngoại khóa đầy tính thực tế và bổ ích. Việc còn lại của sinh viên chỉ là lựa chọn, tham gia và thu lại cho bản thân những cái trải nghiệm du học Mỹ thú vị và đáng nhớ nhất. Học sinh tại trường St. Thomas sẽ được nhận vào các trường như Boston University, Valley Forge Military College, University of South Florida, Hudson University, vân vân, rất là nhiều trường khác. Để chi tiết hơn về trường St. Thomas High School, các bạn hãy truy cập ngay website tundaiduong.edu.vn hoặc liên hệ đại diện tại Việt Nam tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học của công ty Tân Đại Dương. Và một thông tin đáng mừng đối với Tân Đại Dương trong ngày hôm nay đó là 5 bạn học sinh đi phỏng vấn visa du học Mỹ của Tân Đại Dương đều đã nhận được visa. Và ngồi cạnh xa đây là bạn Thảo Dung cũng đã vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với Thảo Dung để tìm hiểu được quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của Thảo Dung thì như thế nào nhé. À, chào Thảo Dung. Em chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn được biết. Dạ, em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Em học chuyên ngành giáo dục mầm non. Em thì thích hát, ca hát, rồi thích đi mua áo quần, đi shopping, rồi đi chơi với bạn bè, picnic vậy đó. Dạ. Rồi, thì cái cảm nhận của Thảo Dung khi mà nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào em? Dạ thì em rất là vui. Do lúc mà mới bước đầu vô lãnh sự quán á thì em luôn đọc ngồi đọc kinh cầu nguyện vậy đó, rồi vô trong đó thì làm cái này cái kia như là đánh dấu quen tay vậy đó, rồi cũng run, xong rồi lúc mà lên phỏng vấn á thì run mà phải nói to lên để người ta nghe rõ, rồi khi mà
có visa rồi thì mừng ơi là mừng. Đi ra làm giấy tờ thủ tục xong rồi đi về luôn. Lúc đó còn run không em? Dạ không, lúc đó thì vui quá là giờ run đâu nữa chị. Rồi cho chị hỏi thêm đó là lý do tại sao Thảo Dung lại chọn Mỹ đi du học em? Dạ thường thường thì Mỹ, cái bằng của Mỹ rất là có giá trị. Việc mà đi học ở Mỹ thì em được thực hành nhiều. Ở Việt Nam thì lúc mà em đi thực tập chỉ được ngồi nhìn thôi, tại vì đâu có được đụng cái gì đâu, chỉ được nhìn từ xa thôi. Nhưng mà ở Mỹ thì lại khác, có nghĩa là người ta cho mình làm từng tí, có nghĩa là được đụng tay đụng chân, mà em thì thích như vậy. Em là người năng động, không thể nào mà ngồi một chỗ được. Dạ. Vậy thì con Mỹ mình sao học cái chuyên ngành gì em? Dạ, em là chuyển ngành chị. Em không học có sư phạm nữa, em học y tế và các vấn đề liên quan. Có nghĩa là tại vì em muốn sâu chuyên sâu bên chăm sóc á, rồi lúc trở về Việt Nam thì lại làm việc ở bệnh viện Nhi Đồng 2 nên là vì em làm việc có định hướng trước rồi. Dạ. Thì không biết là qua bên Mỹ mình sẽ học môi trường nào bên đó? Dạ em học Richland College ở bang Texas đó chị. Richland College thì nằm ở bang Texas, mà Texas thì nó có khí hậu rất là giống Việt Nam. Cái trường đó thì cái số lượng sinh viên quốc tế rất là đông, nó chiếm 1/3 ở trường luôn, tại vì trường đó tổng sinh viên là 15.000, mà 5.000 sinh viên có nghĩa là rất là đông rồi. Mà lúc đó thì mình được giao lưu văn hóa nhiều hơn với các bạn ở các nước khác. Rồi cái thứ hai là ở bên đó học phí cũng rẻ chị, dạ 4.000 đô một năm. Dạ. Cũng cái tiện bên cái phần tài chính gia đình em. Nói chung là nó có cái giải là của các của chính phủ Mỹ cho tặng, cũng là lớn, trường cao đẳng đó cũng là nằm trong tốt, trường cao đẳng tốt ở Mỹ vậy đó. Trong quá trình chọn trường thì em có cái khó khăn nào không? Dạ cũng có chị, lúc đầu là em không có tính chọn Richland College đâu. Lúc đầu em chị Thảo tư vấn rồi xin học bổng cho em, rồi cũng vui tại vì có học bổng mà, du học có học bổng thì vui. Rồi cuối cùng không có chọn trường đó, rồi chị Thảo lại tư vấn tiếp cho em, rồi lại chọn University of Texas at Dallas. Nhưng mà cuối cùng cũng không đi trường University. Chị Thảo cũng hướng dẫn em là nếu mà em học cao đẳng thì cái chuyên sâu của em nó sẽ tốt hơn. Dạ, lúc mà chuyển lên đại học thì nó sẽ có một cái cơ bản, nên cuối cùng đã chọn Richland College. Dạ. Cái thời gian làm hồ sơ của mình thì bao lâu vậy ha? Dạ, chị chắc chị không có tin đâu, nhanh lắm chị. 1 tháng 10 ngày. Nói chung là cái hồ sơ của em thì lúc nào em sợ lúc run, cứ gọi hỏi chị Thảo cái này cái kia, rồi chị Thảo cũng hướng dẫn từng ly từng tí vậy đó, cái này không đừng có lo, rồi cái này cái kia vậy đó. Em cũng vui, giờ có visa rồi không có lo gì nữa. Giờ mình phải lo cho bên hành trang để qua bên đó mình sẽ học tập cho thật tốt. Dạ đúng rồi. Cho chị hỏi thêm Dung đó là cảm nhận của Dung khi làm hồ sơ du học Mỹ tại Tân Đại Dương thì như thế nào em? Em thấy rất là vui, tại vì làm nói chung là các chị á, lúc đầu em lên đây á thì chị ở trên phòng lầu 3 này nè giới thiệu em xuống chị Thảo, và chị Thảo tư vấn cho em trước là chị Thảo kêu là bây giờ em phải có cái này như là tài chính, rồi cái lực học của em như thế nào đó kể ra vậy đó, rồi em về rồi em suy xét thử rồi em lại đến với chị nếu mà quyết định ký hợp đồng. Nhanh lắm chị, em hôm nay ví dụ hôm nay em đi hỏi thì ngày mai là em lên ký hợp đồng, có nghĩa là rất là tin tưởng công ty. Chị Thảo nhiệt tình lắm chị, giống nhiều lúc á có ví dụ cái E20 á của em cũng nhanh lắm, 2 tuần là có rồi, mà em cứ lo cứ sợ là không biết là nó có gửi về chưa rồi sao đó, rồi em cũng gọi hỏi chị Thảo, chị Thảo là yên tâm đi nó về rồi. Rồi cái quá trình học rồi làm, nói chung là làm hồ sơ nó như là nó suôn sẻ lắm chị, không có bị mắc vấn đề gì hết. Rồi tới cái vấn đề học để đi phỏng vấn cũng vậy, dạ người này hết người này test, đến người kia test cho em từng ly từng tí vậy đó, rồi lên khảo bài test bài cả mấy lần, chuẩn bị tâm lý hành trang cho đi phỏng vấn. Anh cô cũng nhiệt tình, như là ví dụ mình không có biết cái gì á, ví dụ trường mình thời tiết như thế nào, bao nhiêu âm độ vậy đó, thì anh cô sẽ sờ cho mình, rồi mình chép lại, rồi về nhà mình tìm hiểu thêm, rồi mình làm trong đó. Rồi anh cô cũng test từng ly từng tí mấy cái quanh văn anh làm á, rồi anh cô lại gửi cho em, anh nói là coi kỹ nha em, đi phỏng vấn giỏi tốt vậy đó. Dạ, học với anh bảo anh thì nói chung là cảm giác là vui sướng, được như là thoải mái, giảm stress rồi nhiều lắm, tại vì anh bảo anh chỉ từng cái là vui lắm chị. Học với anh bảo anh như là ngồi nói chuyện với bạn vậy đó. Anh bảo anh chỉ như là, nói chung là em nhớ nhất cái anh bảo anh chỉ là các em có sợ cảnh sát giao thông hay không. Nhớ hoài cái câu đó luôn. Nói chung là cảm ơn anh bảo anh nhiều. Bạn em thì không có đi du học nhiều, đa số học ở Việt Nam thôi. Thì em cũng tra trên web á chị, rồi đi trên đường á, thấy mấy cái bảng poster cao to, thấy chữ Tân Đại Dương nên về nhà cũng tìm hiểu thêm, rồi đến công ty người ta tư vấn cho em. Dạ, khi mà bạn em mà có nhu cầu du học á thì chắc chắn em sẽ giới thiệu cho công ty mình. Tại vì công ty mình có một cái, ý như là trình tự làm rất là tốt, với lại một cái, như là cái gì ta, cái
nhưng chỉ cần điền vào thôi, mình chỉ cần điền vào thôi, công ty sẽ lo cho mình hết. Có nghĩa là mình cũng làm nhưng nhiều công ty dịch vụ cũng tốt hơn, rất là tốt. Có nghĩa là chỉ mình từng cái vậy đó. Nên em nghĩ tại vì em là người uy tín mà chắc em giới thiệu bạn em thì bạn em sẽ nào ở đó. Rồi chị cảm ơn chia sẻ của Dương cũng như là những cái tình cảm cũng như cái sự tin tưởng của em để dành cho Tân Đại Dương. Em cảm ơn chị. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của Thảo Dung về cái quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của du học sinh khác đã đậu visa thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.